Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm gan bí ẩn, nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập là rất lớn. Vì vậy, việc tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện các ca bệnh nếu có, để xử lý y tế phù hợp là yêu cầu quan trọng lúc này. Trước diễn biến bệnh viêm gan lạ có nguy cơ xâm nhập vào nước ta, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố, ngành Y tế Đà Nẵng đã tiến hành hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn đối với các cơ sở y tế, tăng cường giám sát để phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, cũng như chủ động tuyên truyền phòng chống bệnh viêm gan. Một trẻ vào thì sẽ được thăm khám toàn diện từ cơ quan về hô hấp, tiêu hóa. Về tiêu hóa thì mình chú ý và mình sẽ được có thể là thăm khám sau khi thăm khám. Sẽ được chỉ định một số xét nghiệm cơ bản, chẳng hạn giống như siêu âm bụng là đầu tiên. Còn đối với những trẻ mà có biểu hiện chẳng hạn như vàng da hay là tiểu đậm màu, phân bạc màu thì có thể làm thêm những xét nghiệm về viêm gan hay là những xét nghiệm về nguyên nhân về viêm gan đó. Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, đến nay trên thế giới đã xác định hơn 300 ca bệnh mắc viêm gan không rõ nguồn gốc. Qua triển khai nhiều nghiên cứu về vai trò tiềm tàng của virus adeno và lây nhiễm COVID-19, đã xác nhận khoảng 70% số ca mắc có kết quả dương tính với virus adeno type 41. Chúng ta cảnh giác và chúng ta cẩn thận hơn để trong việc chăm sóc con em mình, nhưng chúng ta không cần quá lo lắng, dao động và hoang mang. Các cái xét nghiệm men gan thì chỉ cần thực hiện ở trên những đứa trẻ mà theo sự thăm khám của các bác sĩ cho rằng có là đối tượng nguy cơ cao. Đối với những trẻ nhỏ thì mình có thể tiêm phòng vaccine viêm gan B theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Còn sẽ theo dõi bé và có những cái dấu hiệu bất thường chẳng hạn giống như trẻ nôn nhiều, nôn tất cả mọi thứ. Đau bụng nhiều, tiêu chảy hay là những cái triệu chứng mình đã nói ở trên như là sốt cao, mệt mỏi, vàng da, nước tiểu đậm màu hay là phân bạc màu thì mình có thể đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Với tốc độ lây lan, đặc biệt đã xuất hiện tại Đông Nam Á, bệnh có khả năng xâm nhập vào Việt Nam. Do đó, với trẻ từ 0 đến 16 tuổi, khi có đồng thời các triệu chứng sốt nhẹ, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, dấu hiệu vàng da, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám kịp thời. Ngoài ra, cần đảm bảo ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch để dự phòng các nguồn lây nhiễm.